Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Thì chúng ta thấy được là bây giờ thì cái vấn đề con tin nó vẫn là cái vấn đề nhức nhối. Vì nếu cái cuộc chiến vẫn tiếp tục mà con tin chưa được giải cứu thì số phận của con tin thì nó rất là, chúng ta biết là rất là bi đát. Và cái cơ hội mà tìm con tin sống trở về nó là một cơ hội rất là mỏng manh. Và cái vấn đề này thì phải cố gắng tối đa. Vì con tin sẽ bị nhốt ở đâu thì chắc chắn là dưới hầm, dưới ống cống. Mà bơm hạn thì thả ở đâu thì thả xuống ống cống. Thì cái điều đó thì các vị biết là thì muốn giảm bớt tối đa thương vong đến con tin thì phải nhờ những lực lượng, những cái hệ thống máy móc tiến tân để mà gà sát chính xác con tin đang bị nhốt ở đâu. Và cái điều đó thì Mỹ bắt đầu bước vào trong cái vai trò tìm kiếm con tin, hỗ trợ cho những gia đình nạn nhân, cũng là vừa yểm trợ cho lực lượng Do Thái. Thì đây là một cái bước đi mới của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hoa Kỳ có thể nói là, Nguyên nói là bắt đầu là bị lúng sâu trong cái cuộc giao tranh này rồi. Bắt đầu Hoa Kỳ đã bắt đầu bị kẹt ở trong này rồi. Vì Hoa Kỳ cũng không có đường lựa chọn. Thực tế ngày hôm nay thì các vị cũng biết là Tổng thống Joe Biden đã điện thoại đó với nói chuyện với ông Netanyahu, đó là thủ tướng của Do Thái. Thì cái cuộc điện thoại nó cũng khá dài. Theo những nguồn tin to tòa Bạch Ốc cho biết là chủ đề chính của Tổng thống Joe nói cái gì? Tổng thống Joe nói, alo, ôi tao nói cái gì tao quên rồi bay, để tao nhớ rồi tao đọc coi. Nguyên chiêu chọc Tổng thống Joe hoài. Theo nguồn tin của tòa Bạch Ốc cho biết, mục đích của Tổng thống Joe điện thoại cho thủ tướng của Do Thái, thứ nhất là kêu gọi Do Thái phải bảo vệ tối đa người dân thường. Kêu gọi Do Thái phải mở một cái hành lang nhân đạo an toàn cho người dân sơ tán. Kêu gọi Do Thái nỗ lực tìm kiếm những con tin đang bị giam giữ. Có thể nói là lời phát biểu của Tổng thống Joe kêu gọi ông Netanyahu phải có trách nhiệm nhiều hơn về trong vấn đề của nhân đạo và hạn chế tối đa dẫn đến người dân thường phải bị liên lụy trong cuộc chiến tranh này. Đó là những cái thông điệp mà theo Tòa Bạch Ốc đã công bố, chúng ta biết là cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Do Thái. Tất nhiên là cái điều thông điệp đó nó nói đó là những gì bề mặt trên báo chí. Nguyên nói là những gì chúng ta nhận trên báo chí nó chỉ là bề mặt nổi, còn bề chìm chúng ta không biết. Bề chìm thì lúc nào nó cũng bí mật các quý vị. Nhưng mà gần đây thì chúng ta biết là cái cuộc chiến tranh nó quay trở lại. Sau khi 7 ngày trao đổi con tin thì cuộc chiến nó bắt đầu nó quay trở lại. Thì dư luận xã hội nó bắt đầu xôn xao tiếp tục. Cái đó là các quý vị cũng biết là dư luận xã hội bắt đầu, rồi sóng gió của hai bên bắt đầu nổi vậy khắp nơi trên thế giới. Lập trường bên nào thì ủng hộ bên đó. Nó vừa vậy thôi. Nguyên là bên này thì ủng hộ bên này, bên kia thì ủng hộ bên kia. Cũng giống như bên Mỹ vậy đó. Đảng Dân Chủ thì trước sóng gì cũng ủng hộ Đảng Dân Chủ, dù đúng hay sai cũng ủng hộ. Đảng Cộng Hòa thì cũng tương tự như vậy. Nên là bên nào cũng giống như bên ấy các như vậy. Nên bây giờ sau cái cuộc chiến quay trở lại thì sóng gió dư luận nó bắt đầu bùng phát. Và Tổng thống Joe Biden muốn hạ nhiệt. Vì Tổng thống Joe Biden không muốn người ta cáo buộc là Tổng thống Joe Biden đứng về hoàn toàn phía bên Do Thái mà không lo cho vấn đề nhân đạo. Nên ông ta phải cất lên tiếng nói để xoa dịu lại và nói rằng, hey, tôi lo, tôi kêu gọi Do Thái rồi mà Do Thái không nghe. Ví dụ là như vậy. Tôi nói chứ bộ, tôi nói hàng ngày mà hàng giờ với Do Thái, kêu Do Thái phải thận trọng, nhưng mà vấn đề Do Thái không làm được. Và ít ra tôi cũng có tiếng nói. Đó là cái cách thông điệp mà Tổng thống Joe đang muốn truyền đạt cho, đặc biệt là cho cử tri Hoa Kỳ. Khi lúc đó một số lượng cử tri Hoa Kỳ đang vô cùng bất mãn, đặc biệt là cái nhóm mà người da đen muốn sống đó các quý vị. Thì Joe đang muốn xoa dịu để tìm nhiều lá phiếu hơn cho cái bầu cử năm 2024. Đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Joe nói chuyện với phía bên Do Thái ngày hôm nay và kêu gọi Do Thái phải bảo vệ tối đa tính mạng của người dân thường. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật cái chuyến đi của ông Tổng thống Iran. Tổng thống Iran đã đi đến Moscow, ông nói cái gì? Các quý vị cũng biết là bữa thứ tư thì là Putin đã đi đến Trung Đông, hai quốc gia chính, đó là Ả Rập Thống Nhất dưới Arab Saudi, hai quốc gia chính.
Và mục đích của Putin đơn giản là thỏa thuận vấn đề dầu hỏa để tăng giá dầu hỏa lên. Rồi vấn đề giả bộ làm chúa cứu thế ở tại Trung Đông. À đó, can thiệp ở tại Trung Đông. Rồi sau đó Putin bay về. Vì ở lâu quá Putin sợ. Putin không dám ở lâu. Trong một ngày đi hai quốc gia, Putin không dám ở lâu. Vì Putin không biết là ở đó có an toàn hay không. Căn cứ Mỹ xung quanh nó quá nhiều. Putin nó chết chết bên nào cũng có Mỹ hết. Putin nó thôi thôi, tao tao hợp lại lẹ rồi tao chuồn về. Putin bay về với mấy chiếc máy bay phi cơ bảo vệ về đất nước Nga. Sau đó Putin mới đón tiếp tổng thống Iran. Thì trong cái buổi họp giữa Putin và tổng thống Iran, họ nói về vấn đề cuộc giao tranh ở tại Trung Đông thì họ nói cái gì? Họ nói cái gì các quý vị? Thì đầu tiên nhất thì hai bên thì được ca ngợi cái ngoại giao gần đây giữa Iran và Nga đã xích gần lại nhau, cái sự quan hệ tốt đẹp, ca ngợi cái điều đó. Cái quan trọng nhất là họ lên án. Họ lên án, họ nhắm vào Do Thái. Họ lên án và họ cho là cái hành động quân sự của Do Thái là cái hành động diệt chủng, là tội ác của nhân loại. Putin nói điều đó chứ vậy. Các quý vị, Putin lên án, Putin hai người đồng lòng. Có nghĩa là vừa tổng thống Iran, tổng thống Putin, hai người đồng lòng lên án Do Thái với những cái từ ngữ như vậy. Diệt chủng, tội ác của nhân loại. Á Nguyên ngồi gãi nó trời. Ông Putin đã biết đánh giá ta. Bác Putin nhà ta biết đánh giá đồ, mấy tội diệt chủng đồ, tội ác của nhân loại đồ. Putin hay ta. Mà bác tại sao mà bác làm y hệt cái hành động đó ở tại Ukraine? Có thể bác còn làm tệ hơn nữa. Có nhiều nơi bác còn làm tệ hơn nhiều nữa. Cái nơi mà không có căn cứ quân sự luôn, bác cũng quất từ lưa tới lưa luôn. Do Thái người ta giao tranh, có xảy ra người dân thường thiệt mạng bởi vì cái nơi đó nó có căn cứ quân sự của Hamas và Hamas trà trộn trong dân. Còn cái này nó chẳng có căn cứ quân sự gì hết, nhà thờ với bác cũng quất luôn. À, bác Putin bác biết nói người ta hay quá, bác lên án hay quá. Rồi tại sao bác bị truy nã tòa án của quốc tế? Bác hỏi đi, tại sao mình bị truy nã, tội gì mình bị truy nã, vì tội gì, hành động mình như thế nào mà người ta cấm bay, người ta cấm chơi với mình? Nói người ta thì hay lắm các quý vị, mà không có nhìn lại cái hành động của mình 2 năm vừa qua. Còn ông Iran thì tốt đẹp cái gì, gần đây nhất biểu tình ở tại Iran thôi, biểu tình thôi, mấy trăm người đã thiệt mạng. Chỉ có đi biểu tình, biểu tình cái gì, biểu tình đòi quyền lợi cho phụ nữ. Đợt trước ở Iran người ta biểu tình xuống đòi quyền lợi cho phụ nữ, thí dụ về vấn đề đi làm, về vấn đề đi học, chỉ bao nhiêu đó thôi, chưa đòi quyền lợi gì cả, chỉ đòi quyền lợi cho phụ nữ thôi, mấy trăm người đã thiệt mạng. Vì đó là những cái quốc gia, Nguyên cảm giác đó, là những cái quốc gia càng lên tiếng chừng nào thì cái quốc gia đó càng tàn bạo chừng đấy. Giống như họ không thấy cái hành động của họ làm trong cái thời gian vừa qua, và họ cứng. Nghĩa là người khác chỉ trích thì Nguyên không nói gì, ai cũng có quyền chỉ trích, ai cũng có quyền lên án hết. Nhưng mà những cái quốc gia đó nó còn tệ hơn những cái hành động mà Do Thái đang làm, mà đi chỉ trích Do Thái thì nó khó coi lắm các quý vị, nó khó coi lắm, nó khó coi lắm, nó khó nghe, nó khó coi mà nó khó chịu nữa, nó có nhiều cái khó lắm. À, nó vừa khó coi mà nó vừa khó nghe mà mình cũng khó chịu, bởi vì mình thấy cảm giác là cái lời nói đó nó hoàn toàn là gian dối. Nếu thực tế ông ta muốn bảo vệ hòa bình, muốn nói cái tiếng nói đầu tiên nhất, Putin phải là người ngừng chiến tranh đã, làm gương cho người khác. Ê, thôi thôi thôi, đánh chiến tranh không tốt mày ơi, tao nghỉ, tao bỏ nè, thấy không, tao là bỏ đầu đao lập địa làm Phật, tao nghỉ chiến tranh. Thì ông bỏ chiến tranh, ông nghỉ chiến tranh, ông lùi binh, ông nói cái gì cũng được. Nhưng ngược lại thì cuộc giao tranh ở tại Ukraine thì càng ngày càng khốc liệt, số lượng binh sĩ của hai bên tử vong thì càng ngày càng nhiều, nhưng ông ta thì vẫn mạnh miệng đi lên án người khác một cách rất là giống như là tôi là người tốt. Đó là sự việc ở tại Moscow, giữa cái cuộc nói chuyện tổng thống Iran và phía bên Nga các quý vị. Cái buổi nói chuyện đó người ta theo dõi rất là sát. Chỉ tiếc thay là phóng viên báo chí độc lập ở tại Nga bây giờ không còn nữa, và phóng viên nước ngoài thì bị kèm kẹp quá nhiều. Các bạn biết là cỡ này phóng viên nước ngoài bị bắt nhiều lắm, phóng viên nước ngoài bị bắt rất là nhiều ở tại Nga, nên là thông tin về những cái điều tra nó mất đi cái minh bạch ở Moscow, nó thiếu cái điều đó. Nếu không ngày xưa, nếu mà không có những cái vấn đề mà những cái báo chí độc lập vẫn còn á, là những cái bản tin như vậy á, nó sẽ có được loan tỏa ra rất là nhiều những chi tiết cụ thể. Mà bây giờ
Trong em cập nhật nói về phóng viên báo chí thì ngày hôm nay có một phóng viên báo chí tên là Isam Abalhat, là một phóng viên báo chí của Reuters đã tử vong ở tại Liban, qua cái hô két của Do Thái đã bắn trúng. Thì ngày hôm nay người ta lên án rất là nhiều về cái điều này, đặc biệt là những phóng viên báo chí. Thì các vị cũng biết là Nguyên phải ca ngợi hai nghề nghiệp mà Nguyên thấy họ hy sinh rất là nhiều, đó là những người làm về y tế không biên giới và những người phóng viên báo chí. Thì các vị cũng biết là ai trong chúng ta đó, cái chỗ nào nguy hiểm thì chúng ta lúc nào cũng tránh xa hết. Bây giờ đổ Nguyên qua bên Hamas Gaza, đi Gaza làm phóng viên, mình sợ, mình sợ. Ai mà gặp cái chỗ nguy hiểm thì cái đầu tiên nhất là người ta tháo bỏ chạy, ai cũng gì hết. Đó là cái phản xạ tự nhiên của con người, con người ai cũng sợ chết. Chúng ta gặp nguy hiểm là cái phản xạ đầu tiên là chúng ta muốn chùn rồi, chúng ta muốn chùn, đó là cái phản xạ đầu tiên. Mà cái phản xạ này nó là cái phản xạ tốt chứ không phải gì xấu cả. Nhưng cũng có những người họ vô cùng can đảm, bởi vì nghề nghiệp, bởi vì yêu nghề, bởi vì trách nhiệm, họ lúc nào cũng dấn thân đi đến những cái nơi nguy hiểm nhất để đem lại những thông tin xác thật cho chúng ta, những hình ảnh cho chúng ta thấy, những sự kiện cho chúng ta. Và họ là những người cung cấp thông tin, chia sẻ cho Nguyên trực tiếp. Mình chỉ cần bỏ tiền, mình ghi danh, mình đăng ký trong cái group. Thì khi họ có tin, họ viết bài trước khi họ gửi đến những tờ báo lớn mà họ đã làm việc, thì họ chia sẻ với mình một chút xíu thông tin, thông tin về cái chủ đề mà họ sẽ làm. Những người như vậy, họ làm không phải bởi vì tiền, họ làm bởi vì họ có trách nhiệm và họ yêu nghề, và họ rất là can đảm các quý vị. Và trong thời gian vừa qua thì báo chí ở tại chiến tranh Ukraine và Nga thì đã có rất là nhiều những nhà báo đã tử vong. Và trên cái cuộc chiến tranh Hamas và Do Thái nó cũng tương tự như vậy. Và bây giờ rất là nhiều nhà báo đã tử vong trong thời gian vừa qua. Ngoài những nhà báo thì Nguyên phải ca ngợi những bác sĩ, y tá không biên giới. Mấy người đó các quý vị, họ là người nước ngoài, họ ở Canada, họ ở Úc, ở Mỹ. Rồi chiến tranh như vậy đó, xách cái đi làm việc, chạy đi tới chiến trường, chạy đi tới bệnh viện, đi giải cứu người ta. Mà bệnh viện đâu phải lúc nào không có bom đạn đâu, nó cũng có bom đạn. Rồi bệnh viện bác sĩ tử vong cũng rất là nhiều. Thời gian gần đây những cái vấn đề mà thiện nguyện nhân đạo, những người làm việc cho Hội Thập Đỏ, những người làm việc cho tổ chức nhân đạo đã tử vong với bom đạn vô tình đã gớt chúng họ. Thì đó là những cái người mà chúng ta cần nên nhắc. Và đó là với những người mà mình Nguyên thấy được là Nguyên ca ngợi cái hành động của họ, những cái hành động mà chúng ta nghĩ là họ can đảm hơn mình nhiều. Chứ Nguyên nhát gan lắm, trời ơi, Nguyên nhát gan lắm. Nên là cái điều đó chúng ta thấy rõ được là cái điều mà Nguyên phải nhắc. Ngày hôm nay có thêm một cái anh báo chí ở cái tờ báo Reuters mà Nguyên thường hay đọc đó, đã tử vong. Một bản tin nhỏ về vấn đề này. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những sự kiện nổi bật khác. Đó là tình hình vấn đề của nhân đạo và lời phát biểu của ông John Kirby như thế nào. Chúng Nguyên cập nhật cái lời phát biểu của ông John Kirby đã làm cho cả thế giới ngày hôm nay phải lo lắng, đặc biệt là gia đình những người con tin còn bị giam giữ với lực lượng của Hamas. Theo lời phát biểu của ông John Kirby ở tại Tòa Bạch Ốc trước báo chí, và ông ta cho rằng là trong cái giai đoạn này thì giữa lực lượng Do Thái và lực lượng Hamas sẽ không có cái sự việc đàm phán. Và hiện bây giờ họ chưa có sẵn sàng. Cái câu chính xác của ông dùng là chưa có sẵn sàng. Thì cái câu nói phát biểu của ông John Kirby đã dấy lên một cái sự lo lắng rất là lớn cho những gia đình, những con tin còn bị đang giam giữ. Vì mấy ngày hôm nay là họ nỗ lực tối đa, họ kêu gọi Mỹ phải can thiệp vào, họ kêu gọi Mỹ sẽ giúp đỡ để mà có thể tìm một biện pháp ngồi trở lại để mà trao đổi con tin với một thời gian dài và làm sao trao đổi hết con tin. Nhưng ông John Kirby khẳng định rằng là hiện bây giờ không cách nào trao đổi được hết, không cách nào để mà bàn đàm phán, hai bên đang bị bế tắc về lĩnh vực này. Thì nó đã dẫn đến cái sự việc lo lắng, phẫn nộ của gia đình, đặc biệt là những gia đình mà họ còn gia đình của họ còn bị giam giữ với lực lượng Hamas. Ngày hôm nay lực lượng Hamas vấn đề con tin đã cáo buộc Do Thái đã tấn công và đã làm một con tin đã thiệt mạng. Lực lượng của Hamas cho rằng là Do Thái nỗ lực muốn giải cứu con tin nhưng đã bị thất bại. Và cuối cùng Do Thái đã làm con tin tử vong. Đây là một cái lời cáo buộc. Nguyên không biết có thật hay giả, Nguyên chưa có thể xác định được. Và con tin tử vong là ai cũng chưa được nêu lên rõ. Vẫn chưa được nêu lên rõ. Nhưng họ nói rằng là cái cách hành động
của lực lượng Do Thái không giải cứu được con tin mà ngược lại làm con tin tử vong. Đây là cái cáo buộc của phía bên Hamas ngày hôm nay nhắm vào phía bên Do Thái. Ngoài ra thì Do Thái đã gửi tối hậu thư cho phía bên Liban. Chính phủ của Do Thái ngày hôm nay đã gửi tối hậu thư sau khi nhiều cái khô két đã bắn vào những cái ngôi làng trúng người dân thường và có một người dân thường của Do Thái đã thiệt mạng. Thì Trung Yên nói là gần đây thì cái cuộc giao tranh giữa biên giới giữa Liban và Do Thái thì nó thường xuyên xảy ra, đặc biệt là cái tổ chức Hezbollah thường xuyên đã bắn khô két và giao tranh. Gần đây thì Do Thái nó cũng có những cái hành động mà kêu là đi sâu vào trong mà cũng bị người ta lên án. Đã cũng làm thiệt hại một binh sĩ của phía bên Liban khi lúc đó là không phải tổ chức Hezbollah, hay là Do Thái cũng đã ám sát vài tướng lãnh của Hezbollah trên lãnh thổ của Liban trong thời gian gần đây. Thì cái cuộc giao tranh ở tại biên giới nó vẫn là sôi động, nhưng bây giờ cái tình hình nó khá là phức tạp hơn khi tính mạng người dân thường của Do Thái bị đe dọa, với nhiều cái khô két bắn từ ở phía miền bắc biên giới, đó là biên giới ở tại Liban. Nên ngày hôm nay thì chính phủ của Do Thái đã gửi một cái thông điệp, tức là cái tối hậu thư dành riêng biệt cho chính phủ Iran, Liban rằng kêu kêu họ phải có cái trách nhiệm bổn phận ngăn chặn cái lực lượng này, nếu không Do Thái sẽ có hành động mạnh. Hành động mạnh thì đừng trách tôi. Đó. Do Thái nói rằng là ơi các ông phải làm sao chứ, nếu để tiếp tục mà nó bắn vào dân thường chúng tôi là chúng tôi sẽ có hành động mạnh đó. Và lúc đó thì đừng trách tôi. Trung Nguyên phân tích chút xíu về khí tài quân sự, Do Thái đủ khả năng một mình đánh với hai quốc gia láng giềng Syria và cả luôn Liban. Lực lượng Do Thái dư sức khả năng làm điều đó, không cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, không cần sự giúp đỡ bất cứ một quốc gia nào. Nói về khí tài quân sự của Do Thái không, vừa có thể đi bắt chuột cống ở tại Gaza, vẫn dư khả năng lực lượng khí tài quân sự đối đầu với Liban và cả luôn ở tại Syria. Để cho các quý vị biết là lực lượng của Do Thái mạnh cỡ nào. Mạnh cỡ nào với cái số lượng áp đảo về binh sĩ, với cái số lượng áp đảo về khí tài quân sự, thiết bị vũ khí tân tiến so với những quốc gia láng giềng của mình. Nên thực tế Do Thái không phải là quốc gia bị người ta uy hiếp, mà Do Thái có thể gửi tối hậu thư cho người ta, có nghĩa là ê, tôi là trên cơ nha. Ê, đừng có kiếm chuyện, khiêu khích là chết. Khiêu khích là bị chích, thích thì chiều, khiêu là chích đó. Nói tiếng Trung là như vậy. Thì bây giờ cái trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta thấy rõ được là lực lượng của Do Thái đang gửi tối hậu thư. Mà khi lúc đó Nguyên nói á, có một cái thế giới nào, có một cái lực lượng thứ ba nào đó, họ đang muốn châm mồi vào lửa. Họ đang muốn ở cái khu vực Trung Đông á, nó không có kết thúc ở tại Gaza. Thực tế là họ không muốn, tại vì Gaza thì bây giờ nó thực tế với các vị không có gì để nói. Lực lượng Hamas thì nguyên nó là chuột cống rồi, nó có quýnh gì đâu. Họ bị bao vây, họ đi lùng, họ đi bắt thôi. Và có ai đó, một cái thế lực nào đó họ muốn châm mồi vào lửa. Họ muốn đổ dầu vào lửa để làm gì? Để cho Do Thái phải xích mích với Liban, Do Thái phải xích mích với Syria, Do Thái phải xích mích với Yemen. Họ làm đủ thứ biện pháp hết. Và họ làm như vậy để khi Do Thái bị tấn công thì Do Thái phải đáp trả. Mà khi Do Thái đáp trả thì Liban phải đáp trả ngược lại, và bắt đầu cái mâu thuẫn nó tăng vọt trong thời gian gần đây. Nên là cái dấu hiệu giữa Do Thái và Liban đang bắt đầu vô cùng bất lợi. Cô bác nói là Tàu và Nga, chắc chắn là vậy rồi. Vì chúng ta phải nói ai là người có lợi, Trung Quốc có lợi trong cái sự việc này rất là nhiều. Nga cũng có lợi rất là nhiều. Và cứ châm mồi vào lửa, và càng ngày giữa Liban và Do Thái đang càng ngày càng xích mích. Sau khi cái vấn đề mà Do Thái thừa nhận là bắn sai và đã chết một người binh sĩ của Liban và ba người bị thương vào trong cái căn cứ quân sự của Liban, thì chính phủ Liban đã có lên án một cách dữ dội. Và ngày hôm nay sau ngày đó thì nhiều khô két đã bắn vào nhiều ngôi làng của Do Thái, thì Do Thái đã bắt đầu gửi tối hậu thư. Thì các vị thấy rõ được là tình hình nó rất là căng thẳng ở khu vực. Đó là bản tin liên quan đến ở tại khu vực miền Bắc. Bất chấp nhận định về một cuộc chiến đóng băng được tiếp nhận rộng rãi, Ukraine đã tiến tới giữa tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của lực lượng Nga và Kyiv. Hiện có kế hoạch giải phóng các vùng lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga vào năm 2024.
Sở dĩ Ukraine có thể tự tin như vậy là vì Kyiv đã nhanh chóng nhận được cập nhật lớn về vũ khí. Quân đội Ukraine đang quay trở lại nhận chuyến hàng gồm 100 xe bọc thép từ Bulgaria. Bên cạnh đó là nhận được UAV hiện đại nhất thế giới từ nước Đức. Nóng mắt vì viện trợ của NATO tiếp tục đổ đều đặn vào Ukraine, chúa tể của những làn ranh đỏ, đồng thời là tay sai của Putin mới đây đã cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba khi nói rằng máu sẽ chảy. Đáp lại Medvedev, Ngoại trưởng Anh vừa mạnh mẽ kêu gọi phương Tây đoàn kết về vấn đề Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ tặng món quà Giáng sinh lớn cho Tổng thống Putin nếu ngừng viện trợ cho Kyiv. Cuối cùng là ăn chó cả lông, ăn hồng cả hạt. Hơn 2 thập niên cầm quyền và cai trị nước Nga là vẫn chưa đủ cho kẻ tham lam Putin. Mới đây, ông đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Và thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày thứ 652 của chiến sự, bất chấp nhận định về một cuộc chiến đóng băng được tiếp nhận rộng rãi. Được biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến tới giữa tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3 của lực lượng Nga, và Kyiv hiện có kế hoạch giải phóng các vùng lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga vào năm 2024. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông Umerov lưu ý rằng, Ukraine đã đòi lại một nửa số lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ khi cuộc chiến toàn diện với Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trả lời câu hỏi về tiến độ chậm chạp trong cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov đã mời các nhà phê bình đến thăm khu vực chiến đấu và đánh giá tình hình theo cái nhìn của riêng họ. Chúng tôi đã giành lại 50% lãnh thổ của mình. Chúng tôi đang đánh bại Nga trên lãnh thổ của mình, giành lại đất đai và giải phóng người dân. Bây giờ, chúng tôi đã có kế hoạch cho năm 2024. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, việc quay trở lại biên giới năm 1991 vẫn là mục tiêu thắng lợi chiến lược của Ukraine. Ông cũng đề cập đến kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết mọi tính toán cho năm tới từ việc mua sắm vũ khí đến lập kế hoạch tác chiến đều được thực hiện theo tiêu chuẩn của NATO. Nhấn mạnh rằng chiến thắng của Ukraine liên quan đến việc đòi lại tất cả các lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea, các khu vực Donetsk và Lugansk. Ông Umerov cũng bác bỏ khả năng thương lượng với Nga. Ông cho rằng động thái